Xin chào mọi người. Những ngày cuối năm thì khá là bận rộn, và đó cũng là một trong những lý do là mình rất là ít ra được những cái clip video như đợt trước. Hôm nay thì mình có một clip ngắn ngắn thôi. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái bể thủy sinh mình đang để trên bàn làm việc. Cái bể này thì mình làm cũng được khoảng gần 2 tháng rồi. Đấy. Và cái chế độ chăm sóc nó cũng rất là dễ dàng. Trước khi đến với bể thủy sinh thì có lẽ các bạn sẽ nhìn thấy một số cái vật phẩm ở trên bàn của mình, đúng không? Ok, chúng ta sẽ cùng xem qua một chút. Đây là cái catalog với cả quyển lịch của hãng ADA người ta tặng mình, của một hãng đối tác. Khá là đẹp các bạn ạ. Và đương nhiên là cái hãng phần nền khá là nổi tiếng của Nhật này các bạn biết rồi, đúng không? Đấy, rất là nhiều các cái tờ lịch rất là đẹp họ tặng cho mình. Cuối năm mà, đây là một cái món quà Tết của họ. Thêm nữa đó là catalog các sản phẩm của hãng Sosol. Mình cũng đang nghiên cứu dần này, rất là nhiều các sản phẩm. Khá là bận, đọc được hết cái quyển này thì cũng tốn khá là nhiều thời gian. Rất là nhiều sản phẩm mới và hay các bạn ạ. Theo quyển này cũng của năm cũ rồi, mình cũng đang chờ cái quyển của năm 2021 họ sẽ có những sản phẩm đẹp hơn. Còn cuối cùng thì chúng ta sẽ quay lại cái chủ đề chính của chúng ta, đó là chiếc bể thủy sinh. Đó. Cái bể này thì cái diện tích của nó rất là nhỏ thôi. Đây, đối với cái chiều dài nó khoảng 30. Đấy, chiều ngang và chiều rộng ở trong thì cũng khá là khiêm tốn, chỉ khoảng hơn 20 thôi, rất là gọn. Đấy. Và cái bể này thì hàng ngày mình chăm sóc cũng chẳng có gì cả. Rất dễ dàng, chỉ một cái chiếc lọc treo nhỏ thôi. Mình có thả thêm một vài chú ốc Nerita này, cả một vài chú tép nhỏ nhỏ, nhưng mà các bạn ý chắc là đang trốn hết rồi. Thì cứ lâu lâu thì nếu mà cái cây này lên cao quá thì mình sẽ sử dụng chiếc kéo này. Đấy, để mình tỉa cây đi thôi. Mình tỉa xong thì mình sẽ bỏ những cây thừa đấy đi khi nó mọc lên cao quá. Và một tháng thì mình cũng chỉ tỉa được khoảng một lần thôi, không phải tỉa nhiều. Đấy. Và như cái bể thể tích nhỏ như thế này thì mình thay nước rất là dễ dàng. Chỉ một gáo nước là mình đã thay được khoảng 20-30% diện tích của bể rồi, cái thể tích của bể rồi. Và cái bể này thì thường là một tuần mình mới thay một lần thôi. Và mỗi lần thì mình thay hết khoảng 3 gáo nước, tức là nó rơi vào khoảng cũng khoảng 30% cái lượng nước trong bể. Và mình có sử dụng CO2 nhé các bạn nhé. Đây là cái sủi của mình. Với cái bể nhỏ này thì chúng ta chỉ cần dùng một cái sủi thôi, không cần đến bộ trộn làm gì cho nó phức tạp và tốn kém cả. Đấy. Còn cái bình CO2 thì mình giấu ở dưới chân của cái bàn. Đây, bình CO2 đây. Mình dùng van điện các bạn ạ. Đây là cái bộ van điện của nó. Và cái chế độ của mình để rất là tiết kiệm. Đấy, chưa đến một giọt một giây. Cái này thì khoảng 0,5 giọt trên một giây, tức là 2 giây nó mới nhả một giọt. Và với cái bình nhôm loại 2 lít như thế này. Bình nhôm khoảng 2 kg khí nén thì có lẽ là chắc mình dùng cả năm nó cũng không hết mất. Bởi vì mình sử dụng thêm cả van điện nữa, rất là tiết kiệm. Và mọi thứ thì mình sử dụng bằng cái bộ hẹn giờ thông minh wifi này. Hơi khó nhìn một chút các bạn ạ, nhìn ở dưới chân. Nó là cái ổ cắm hẹn giờ wifi mà mình đã từng thấy giới thiệu qua cho các bạn rồi thì phải. Đấy, rất là tiện, cũng khá là gọn. Ok, chúng ta lại quay trở lại chiếc bể. Và chiếc bể này thì nếu mà cứ bố cục như này mình chơi thôi thì nó rất là bền. Cái lượng phân nền này mình có cho một chút cốt nền rồi nên có lẽ là nó chơi được khá lâu đấy. Cũng phải 1-2 năm mình cũng vẫn chưa phải thay bố cục. Đó. Và hàng ngày thì công việc cũng không có gì là quá căng thẳng lắm. Nhưng mà nếu mà có thêm một cái chiếc bể thủy sinh mini để bàn như thế này thì mọi thứ nó trở nên rất là thư giãn. Mình cũng không có thời gian thả cá đâu, bởi vì nếu mà thả cá thì mình sẽ mất công để cho cá ăn nữa, rất mất thời gian, nên mình chỉ thả một vài chú tép thôi. Và cái thời gian nghỉ Tết thì cũng khá là dài, nên có lẽ là mình sẽ tính toán sẽ lắp thêm cho cái chiếc bể này một cái máy cho ăn tự động. Và nếu mà các bạn có nhu cầu tham khảo để setup một bể thủy sinh như thế này thì mình sẽ hướng dẫn, mình đã có một hướng dẫn trước đó.
về cái cách setup của bể này. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng những tư liệu video đó để gửi cho các bạn, để các bạn xem cách setup một bể như này. Nó rất là đơn giản và cũng tiết kiệm. Các bạn không nhất thiết phải sử dụng đến bình CO2 như của mình. Và cái đèn flash này nó cũng hơi đắt một chút, các bạn có thể dùng cái bộ đèn rẻ hơn thôi cũng được. Còn mọi thứ ở trong chiếc bể này thì mình đều sử dụng những thứ rất là đơn giản và rẻ tiền. Một chút cát phía trước thôi, rất ít. Đấy, và hai loại cây đơn giản, mỗi gốc cây hết 8.000 Việt Nam đồng thôi. Và một ít đá, chỗ này thì cũng khoảng 1kg đá. Rất rẻ, mọi thứ đều rất là rẻ. Và các bạn có thể thấy là bể rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, mình sẽ đứng xa một chút để các bạn ngắm được toàn cảnh cái chiếc bể này. Ở đây thì cái đèn nó không được hoàn hảo về ánh sáng lắm nên lên video nó hơi nháy một chút, nhưng các bạn có thể vẫn có thể ngắm được hết cái vẻ đẹp của bể. Và các bạn có thể thấy là toàn bộ những công chăm sóc cho chiếc bể mini để bàn như này nó rất là tiện, và toàn bộ mọi thứ đều chăm sóc rất là đơn giản, rất là nhàn. Một tuần thì thay nước một lần này, mỗi lần 30%, và sau đó thì có thể là tỉa cây một chút nếu mà cây mọc dài lên, còn không thì thôi. Và các bạn có thể thấy là bể vẫn rất là trong đúng không, cây cối phát triển vẫn rất là tốt. Có thêm một điều nữa, đó là mình có sử dụng thêm một chút vi sinh để duy trì cho cái chiếc bể này có một cái hệ sinh thái ổn định, nước trong hơn. Đó, đấy là mình sử dụng cái vi sinh M Perfect. Đây, mình sẽ dưới chân bàn. Đây. Có lẽ là mình sử dụng cái loại này cho cái bể này thì hơi phí, bởi vì nó có thể sử dụng cho bể mà có cây này, cá này và cả tép nữa cơ. Tương đối là hoàn hảo. Và cái loại này thì nó rất là đậm đặc, thực sự rất là đậm đặc. Đấy, nên cái bể nhỏ này của mình thì chắc là dùng cả năm nó mới hết được. Chất lượng rất là ok. Có thế thôi, mọi thứ rất là đơn giản. Và hàng ngày thì có chiếc bể như này thì cái bàn làm việc của mình các bạn thì thấy là nó rất là ok, sáng sủa, đẹp. Và mình tiếp khách thì nó cũng làm cái bể, cái bàn làm việc của mình nhìn nó cũng sang hơn một chút nữa. Và bây giờ thì nếu mà các bạn nào mà quan tâm đến cách setup chiếc bể này thì ngay bây giờ mình sẽ chiếu nó lên để cho các bạn có thể tham khảo cách setup một chiếc bể để bàn mini đơn giản nó như thế nào. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Tạm biệt.